Nhận định bóng đá Bayern với AC Milan. 8 giờ ngày 24 tháng 7, một AC Milan mới bổ nhiệm tướng mới cách đây chưa lâu lại chưa có trận đấu nào đáng kể trong hè này sẽ khó chống đỡ trước một Bayern đang nóng máy hơn. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Nói về độ sẵn sàng giữa hai đội trước cuộc so tài tại Kansas City vào sáng mai, Milan lép vế hơn hẳn so với Bayern. Tân huấn luyện viên Marco Giampaolo mới chỉ ngồi vào ghế nóng của Milan cách đây một tháng. Giampaolo và dàn cầu thủ Milan mới có quá ít thời gian để làm quen với nhau. Các cầu thủ Milan vẫn đang trong quá trình tập thích nghi với lối chơi mà Giampaolo xây dựng cho đội nhà. Với thầy trò Giampaolo bây giờ, có lẽ vấn đề lối chơi quan trọng hơn chuyện kết quả. Trận giao hữu mới đây giữa Milan và Novara cho thấy rõ điều đó. Trước đối thủ đang chơi ở giải hạng 3 của Italia, Milan cũng chỉ kiếm được kết quả hòa 1-1. Đội hình Milan trong hè này vẫn chưa có sự tăng cường đáng kể nào ngoài hậu vệ trái theo Hernandez từ Real. Không quá nếu đánh giá Milan thuộc số các câu lạc bộ có đội hình ít sao nhất ở ICC 2019. Trong khi đó, Bayern có nhiều cơ sở để tự tin hơn ở cuộc so tài này. Hùng xám nóng máy hơn nhiều so với Milan. Nếu như Milan từ đầu hè tới giờ mới chỉ có màn khởi động khá ì ạch trước đội hạng 3 của Italia là Novara, Bayern vừa có hai màn thử lửa hạng nặng với Arsenal và Real. Sau trận thua Arsenal có phần kém may mắn, Bayern đã thắng Real rất tưng bừng và thuyết phục. Huấn luyện viên Niko Kovac sau mùa đầu làm việc trong sự hoài nghi đang đền đáp niềm tin mà ban lãnh đạo Bayern dành cho mình. Những cầu thủ mà Kovac tạo cơ hội chứng tỏ mình trong tour thi đấu hè này đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tiền đạo 19 tuổi, Jean-Pierre Áp chơi rất tự tin. Áp hòa nhập nhanh với Bayern cứ như thể trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern chứ không phải mới chuyển tới từ Hamburg. Các ngôi sao tưởng như không còn chỗ ở Bayern. Jerome Boateng và Renato Sanchez đều chơi ấn tượng và lấy lại hưng phấn. Tiền vệ Corentin Tolisso vừa trở lại sau thời gian dài dưỡng thương đã lấy lại ngay phong độ. Đáng nói nữa, ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Bayern, Robert Lewandowski cực nóng máy dịp này dù những trận vừa qua chỉ mang tính giao hữu. Chân sút người Ba Lan ghi bàn trong cả hai trận gặp Arsenal và Real cho dù mỗi trận anh chỉ đều đá một hiệp đều vào sân thay người sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Sáng mai, nhiều khả năng Lewandowski và Bayern sẽ lại được ăn mừng chiến thắng.